Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật ngày 19 tháng 2, 2017. Đến với chương trình Bản tin VTV hôm nay gồm có phần 1 là câu chuyện thời sự với Thi Nga. Trong phần 2, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt về hội APACAP do Bích Phượng Tường Trình và Đậu Thanh Vân thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi câu chuyện thời sự với Thi Nga. Kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm thứ Năm 16 tháng 2, tin từ Malaysia cho biết nhà chức trách xứ này đã bắt được nghi can thứ hai liên quan đến vụ ám sát người Anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Tan Sri Khalid Abu Bakar cho hay nghi can thứ hai mang thông hành Indonesia, tên là Siti Aisha, sinh tại Serang, Indonesia ngày 11 tháng 2, 1992. Hôm qua thì cảnh sát đã bắt được nghi can đầu tiên bị nhận diện từ máy thâu hình an ninh phi trường. Người phụ nữ này đi một mình khi bị bắt lúc 8 giờ 20 sáng tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi mà hai ngày trước diễn ra vụ ám sát. Cô ta mang sổ thông hành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh ngày 31 tháng 5 1988 tại Nam Định. Chưa rõ tên tuổi thông hành mà cô ấy mang theo, có thật không hay là giả mạo? Hôm nay 16 tháng 2, đoàn thị hương đã ra tòa tại Malaysia. Người Việt Nam ám sát anh trai của chủ tịch nước Bắc Hàn A. Tin đó khiến người Việt khắp nơi chú ý theo dõi. Thông tấn Việt Nam cũng như các báo ở trong nước đang tin Malaysia bắt được nghi can ám sát ông Kim Jong-nam nhưng tránh nêu tên Việt Nam trên giấy tờ của phụ nữ đó có tin lại cho rằng lãnh tụ Kim Jong-un phái đội sát thủ người Bắc Hàn gồm hai nữ, bốn nam đi giết ông anh rượu chè, cờ bạc, chơi bời. Vụ ám sát diễn ra như sau. Lúc 8 giờ sáng, ngày 13 tháng 2, người đàn ông Bắc Hàn có mặt tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur để đáp chuyến bay trở về Macau. Ông chưa qua chốt kiểm soát giấy tờ, thì một phụ nữ đột nhiên xông tới, ụp mặt ông lại bằng mạnh vải tẩm hóa chất. Rồi cô này cùng một cô nữa rời khỏi hiện trường, tẩu thoát trên một chiếc taxi. Trong khi đó, nạn nhân ráng tới quầy Customer Service kêu cứu. Thông hành mà ông đưa ra mang tên Kim Choi, sinh tại Bình Nhưỡng, ngày 10 tháng 6, 1970. Ông Kim được đưa lên xe cứu thương. Trên đường tới bệnh viện Putrajaya, ông nói với nhân viên cứu cấp là ông bị hai phụ nữ xịt chất độc vào mặt rồi ông liệm đi và qua đời. Cảnh sát Malaysia đã thẩm vấn người tài xế taxi và tiếp tục truy lùng các nghi can kia. Hôm thứ Ba, cảnh sát Malaysia xác nhận người đàn ông bị sát hại vào ngày trước đó là ông Kim Jong Nam và họ thông báo vụ việc cho Đại sứ quán Bắc Hàn. Truyền thông Malaysia dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền Bắc Hàn yêu cầu Malaysia không khám nghiệm thi hài ông Kim Jong Nam và giao lại cho họ. Tuy nhiên, do không có yêu cầu chính thức, Malaysia đã tiến hành cuộc khám nghiệm pháp y. Tới giờ, kết quả khám nghiệm chưa được công bố. Theo tài liệu của hãng thông tấn Yonhap, thì Kim Jong Nam là con trai cả của cố lãnh tụ Kim Jong Il, là kết quả mối lương duyên không được chấp nhận giữa ông này với Sung Hae Rim. Từ năm 2000, thì ông Kim Jong Nam ra sống ở nước ngoài, ông từng lên tiếng chỉ trích tình trạng kiểm soát quyền lực của gia tộc họ Kim tại Bắc Hàn. Vừa rồi thưa quý vị là chi tiết cập nhật về vụ ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn bị ám sát. Bên phương trời Mỹ thì một vụ mà có phân tích ra gọi là political assassination, sát hại, triệt hạ chính trị cũng mới diễn ra trên đấu trường chính trị Ông này đã không mất mạng như Kim Jong Nam, nhưng bị áp lực dồn ra cửa, phải khăn gói ra đi. Đó là vụ cựu trung tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia trong tân chính quyền của ông Trump, bị tố là điện đàm với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ về biện pháp trừng phạt mà tổng thống khi đó còn là ông Barack Obama vừa áp đặt đối với nước Nga. Chi tiết vụ này hẳn quý vị cũng đã nghe tới phát nhức đầu. Phe dân chủ cùng với một số báo đài dòng chính hoặc liberal, tức là có xu hướng tự do, đặt câu hỏi là quyền tổng trưởng tư pháp có báo cho nhà trắng về sự việc đó, mà sao tổng thống Trump vẫn lưu nhiệm ông Flynn ở chức vụ cố vấn an ninh quốc gia cho tới khi áp lực khiến ông này phải từ chức? Liệu ông Flynn có sự chỉ đạo của tổng thống Trump không? Các nghị sĩ thuộc đảng dân chủ bảo rằng ông Flynn từ chức chưa đủ. Họ đòi phải có điều tra độc lập về vụ này. Tổng thống Trump thì rất bực về sự việc chính quyền của ông bị rò rỉ tin. Vụ ông Flynn, tổng thống Trump cho rằng có nhân viên trong các cơ quan NSA và CIA tiết lộ ra cho báo đài đăng tải và ông trách các báo New York Times, Washington Post, các đài truyền hình MSNBC, CNN là cấu kết loan tin thất thiệt nhằm hạ uy tín ông tin mới nhất cho biết chính quyền Trump đang tính cử ông Stephen Feinberg, một người ngoài luồng, xem xét lại các cơ quan tình báo Mỹ. Trong khi đó, giới phân tích nhận định là sự hiểm khích giữa ông Trump với các cơ quan an ninh tình báo có nguy cơ dẫn tới tình trạng rất nguy hiểm khi mà Tổng thống không còn có báo cáo mà ông tin tưởng từ các cơ quan tình báo. Thế nước Nga thì nghĩ thế nào? Thưa quý vị, giới chức Nga nói rằng vụ ông Flynn tác hại thêm nữa mối quan hệ Mỹ-Nga mà đã xấu đi từ thời chính quyền Obama. Áp lực mạnh mẽ khiến ông Flynn phải từ chức, nhưng họ tin là rồi ra ông sẽ trở lại một ngày nào đó. Hôm nay thì Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga đã có cuộc họp đầu tiên với tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Thượng đỉnh G20 ở Đức. Ngoại trưởng Nga cho hay là cuộc họp có kết quả tốt. Hai ông thảo luận tình hình Syria, Afghanistan và Ukraine, nhưng không đề cập đến chuyện chế tài. Ngoại trưởng Nga cũng nói là Moscow sẵn sàng cộng tác với Washington về tất cả các vấn đề. Đến đây thì đã hết giờ cho chương trình, thì Nga hẹn tái ngộ quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo nhà Việt Nam trân trọng thông báo. Các lớp khai giảng trong năm 2017 tại 308 Hillwood Avenue, Fortress, Virginia 22046. Lớp guitar và trống từ 1 30 đến 2 giờ 30 trưa Chủ nhật. Học phí 70 Mỹ Kim cho năm Chủ nhật. Lớp thái cực đạo, học viên từ 8 tuổi trở lên giờ học từ 6 giờ đến 7 giờ 30 chiều thứ hai thứ tư và thứ sáu học phí 30 Mỹ Kim mỗi tháng lớp toán và Anh Văn từ lớp 1 đến lớp 8 giờ học 6 giờ đến 7 giờ 30 chiều học phí 60 Mỹ Kim mỗi tháng mọi chi tiết xin liên lạc nhà Việt Nam htd at gmail.com 240 6882024 2404018698 703622507 thông cáo sư đoàn 18 bộ binh trân trọng kính mời quý niên huynh trưởng, quý chiến hữu thân hữu và gia đình sư đoàn 18 bộ binh đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập sư đoàn 18 bộ binh tại nhà hàng Grand Fortune Seafood 4100 Monterey, San Jose, California 95111 vào ngày chủ nhật 5 tháng 3 2017 từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối. Xin liên lạc Nguyễn Hữu Nhân 408 224 4800. Đặng Văn Phúc 714 679 1595. Sư đồng 18 Bộ binh trân trọng kính mời. Thông báo xin trân trọng thông báo thầy Huỳnh Trọng Tâm sẽ có mặt tại chùa Viên Ân Tự 13915 New Hampshire Avenue, Silver Spring Maryland 20904 từ ngày 25 tháng 3 đến 2 tháng 4 năm 2017 từ 7 giờ sáng đến 11 giờ sáng và 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều để chăm cú dược thảo bắt mạch bấm huyệt, xoa bóp trị liệu, chăm cứu thẩm mỹ. Gia ủng hộ 30 Mỹ Kim xin liên lạc 813-464-0967. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDA, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như mercedes samsung lg sony bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự ghế massage của luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là best quality in home furnishing chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại hoa kỳ là innovation and in tech today tạm dịch là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay trao tặng và best of show tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số một thế giới. Ghế massage Luraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Luraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc

Chúng tôi là Phan Thuy Lan từ hệ thống Audio Now. Quý vị có thể nghe Đài Á Châu tự do bất cứ nơi nào trên toàn thế giới hoàn toàn miễn phí bằng cách tải xuống ứng dụng RFA Mobile Streamer cho điện thoại di động Android hoặc là iPhone của quý vị trong Google App Store hoặc là Play Store. Với ứng dụng mới này, quý vị có thể chia sẻ hình ảnh hoặc là video cá nhân đến đài. Một lần nữa, hãy tải xuống ứng dụng RFA Mobile Streamer cho điện thoại di động của quý vị. Nhà hàng Fortune Seafood tưng bừng khai trương Blue Crab House vào ngày thứ Hai, 9 tháng 5 năm 2016. Ngoài các loại Blue Crab, chúng tôi có các món đặc biệt khác, súp cua, snow crab leg, tôm hấp, lobster tails, oysters, sò, chicken wings, french fries, onion rings, corn và nhiều món khác. Quý vị sẽ được bớt 15% trong tháng đầu khai trương từ 9 tháng 5 năm 2016 đến 9 tháng 6 năm 2016. Xin liên lạc anh Vinh Nguyễn, 703-629-6831. Chủ nhân kính mời. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại. Nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và bánh hợp mặt gia đình. Nhân dịp mùa lễ, Kim Phụng Bakery có nhận đặt bánh kem mừng Giáng sinh, Bush the Noel, được sản xuất tại chỗ và trang trí đẹp mắt. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại số 703 534 4525, 703 534 4525.